Xin chào mọi người, cái video này mình sẽ nói về Bitcoin Cái sự sập đổ vừa rồi tới con giá 59.000 Đã được công khai à, cho thành viên nhóm Spot Và tất cả mọi người, tất cả cộng đồng người Việt Nam trong nước và ngoài nước Lúc cái con giá nó sập dưới con giá 61.700 sắp vượt nhà số 1100 thì mình đã cho bạn là nó sẽ sắp tới cái vùng 59.000. 59.000, 59.000, 59.000. Không chỉ cho thành viên nhóm nhưng mà mình còn không khai tuyên bố trên mạng xã hội. Tất cả những cái mạng xã hội. Ok. Thì riêng ngày hôm qua thì mình không có ở văn phòng thì mình có cho bạn những cái lệnh tương lai và lúc mà những cái lệnh tương lai mình đăng như vậy ở trên đây có nghĩa là nó đang chạy và mình dẫn dắt bao nhiêu trăm 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 anh em chốt 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 mình cho long short vân 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 và những cái lệnh là lúc đó là lệnh đang chạy đang chạy đang chạy cũng giống như thắng 97 phần 97 phần trăm đây một trăm mấy phần trăm một trăm mấy phần trăm đó là lúc nó lệnh nó đang chạy nghe mình vô lệnh mình cho bạn vô để bạn đi kèm với mình đi đi cùng với mình ok thì đây đây là lúc hồi hôm qua bao nhiêu lệnh tương lai như vậy chỉ có chốt 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 chỉ có chốt 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 không thôi ok và bạn có thể quay lại bạn coi và nó nằm ở đâu nó nằm trên nền tảng x dưới cái tên đen tiền canami bạn quay lên đó bạn coi bạn mình bên mình cho bạn bao nhiêu cái lệnh tương lai hôm qua miễn phí miễn phí miễn phí đây lúc giá nó bắt đầu đi xuống đúng không bắt đầu đi xuống mình cho bạn con giá 59.500 và nó có những con giá dưới đó nữa nữa nữa, nữa là nó sập sẽ sập tới đây, đăng 19 giờ trước mình đang nằm trên nền tảng X 19 giờ trước lên đó tham khảo, ok? 20 phần trăm, ok? Thắng bao nhiêu vân 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 vân, vô lệnh bao nhiêu vân 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 vân, ok? Và không chỉ vậy, cái mà cái quan trọng thì đây. Vừa rồi như vậy đó, mình nói là mình về nhà, mình về nhà và mình sẽ giao dịch trực tuyến với anh em. Thì đây là mình cho bạn cái stop loss nè, ở cái TB ở đây và cái stop loss ở đây, cái stop loss ở đây, ok? Và vô lệnh, vô lệnh như vậy,

rõ ràng là mình chốt lúc 32% để mình đi ngủ nhưng đây là cái TB là con giá nó sẽ va chạm được tới va chạm được tới 59.900, 59.400, 59.000 và chuyện gì xảy ra? Giá nó sập tới bao nhiêu? Sập tới con giá 59.000. Đây mình chia sẻ cho bạn bao nhiêu tiếng trước? 16 tiếng trước. Mình giao dịch trực tuyến với bạn, mình dẫn dắt bạn cho nó sập xuống tới cái vùng này. Thì đây, không có gì là gọi là đây cái sự sập này đã được chia sẻ cho bạn đây mình đăng lên lại 12 tiếng trước đó 12 tiếng trước nhưng 19 tiếng trước mình đã cho bạn là nó sập tới cái vùng nào và rõ ràng những con giá này á cho nhóm spot mình đã chia sẻ cho bạn cách đây bao nhiêu cái video tín hiệu vừa rồi bao nhiêu cái video tín hiệu vừa rồi lúc mà con giá nó nằm ở trên cái vùng trên đây lần này cái vùng trên đây lần này con giá 61.700 cái vùng trên đây mình đã chia sẻ nhưng mà đóng dấu đóng dấu đóng dấu đóng dấu cái sự sập á là con giá 61.700 là nó sẽ xuống tới cái vùng này nhưng ở trên cái vùng này mình đã cho bạn có những con giá đó mình cho bạn những con giá này này thì nó là vậy ok thì giá ngay bây giờ nó đang bay như vậy á chuẩn bị tới đây là nó, nó đang đi đâu rồi giá chuẩn bị đang đi đâu rồi nó đã quay đầu đi lên chưa hay là chuẩn bị tới đây nó đánh thêm một cái vèo đi xuống tới cái vùng 50 mấy nữa bạn cũng đã có thông tin vừa rồi mình mới gửi tín hiệu spot qua cho anh em rồi chứ không phải là không thì cho những người nào muốn biết đồng xui chuẩn bị tới đây nó bay một cái vào đi lên nó đánh vỡ cái cái đỉnh vừa rồi và trước khi cái đỉnh này đi lên đó mình cho bạn con giá là 2.17 và nó đụng đụng 2.17 mình cho bạn ở cái vùng dưới đây lần là, là nó sẽ đụng nữa 2.17 và vừa rồi nó đụng 2.17 thì bây giờ nó có lên thử thách 2.17 nữa hay không hay là chuẩn bị tới đây chút đầu xuống tới cái vùng bao nhiêu để thu gom nè và bao nhiêu cái tín hiệu mình sẽ đẩy ra ngày hôm nay đó không phải là ngày 1, ngày 2 tín hiệu của mình BTC, Ethereum, Alcon của tôi chính xác tới 90-95% Làm thế nào để kiểm tra coi cái video 16 phút này Vậy thôi Coi cái video 16 phút này Lên cái nền tảng tiên Academy YouTube Coi những cái phát trực tuyến để nó thấm vô trong tuổi của bạn Để bạn có thể thắng được cuộc chơi Bạn chơi spot Bạn chơi tương lai bạn đầu tư dài hạn vân 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 thì một tỷ phần trăm bạn phải cần cái tín hiệu của bên mình làm sao xác thực 19 tháng tín hiệu mình cung cấp cho cộng đồng người Việt Nam coi cái video 16 phút này nó sẽ dẫn dắt bạn làm sao để xác thực xác thực xác thực xác thực xác thực cái tín hiệu của bên mình còn hôm qua thì mình dẫn dắt bạn miễn phí đúng không miễn phí đây mình vô lệnh mình âm bao nhiêu 9% sau đó mình âm 18% sau đó mình âm 13% và bao nhiêu trăm 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 trăm, trăm anh em đi xác với mình và chốt 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 một cái đơn nhớ là mình chỉ chốt ở 32% thôi mình chốt ở 32% mình nói là mình chốt ở 32% thôi nhưng mà nó sập tới cái vùng này lần thì có những anh em thắng bao nhiêu trăm trăm, trăm 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 phần trăm ở ngoài thị trường dựa theo cái tín hiệu miễn phí hôm qua mình ở ngoài đường mình muốn cho đi cho đi cho đi, cho đi thì mình dẫn dắt bạn thì nó là vậy vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn bạn muốn thắng được cuộc chơi bạn đăng ký tín hiệu ở đây không có cái tín hiệu miễn phí những cái thứ miễn phí ở ngoài thị trường á nó không có giá trị đó là những cái thứ vớ vẩn rác rưởi ở đây bạn phải trả phí để mới nhận được tín hiệu tín hiệu spot, tín hiệu tương lai, đầu tư dài hạn, tư vấn. Và những cái thứ mà mình học 4 năm rưỡi 5 năm một ngày mười mấy tiếng như vậy, mình lan tả qua một cái lớp masterclass. Thì mình khuyên là bạn nên trải nghiệm tín hiệu spot trước, video spot, sau đó bạn thấy cái tín hiệu nó chuẩn như thế nào đó bạn có thể tham gia cái lớp này lớp nọ. Ok, bởi vì cái lớp này lớp nọ nó không phải là tiền xu tiền cắt thì nó là vậy. Bạn thiệt sự muốn thay đổi cái vấn đề tài chính nếu bạn dính dáng trong cái tiền điện tử tiền điện tử đúng không btc tiền điện tử thì chắc chắn một tỷ phần trăm là bạn cần cái tín hiệu của bên mình và chỉ có một chỗ liên lạc thôi là ở đây nhớ coi cái video 16 phút bỏ thời gian ra xác thực trước khi liên lạc bởi vì bên đây á gọi là vô vô bên đây mà bạn không biết nó chương trình như thế nào bên mình vẫn sẽ khóa tài khoản của bạn bởi vì bên mình sẽ không trả trả lời một tỷ một tỷ câu hỏi thì nó là vậy nghe làm sao xác thực nó đây là cái video để dẫn dắt bạn làm sao xác thực ok Tiền Academy YouTube Ở trên đó nó có 4 năm rưỡi 5 năm kiến thức Về tiền điện tử Lên đó tham khảo Coi những cái phát trực tuyến Thì nó là vậy Chừng nào chừng nào bạn muốn đăng ký tín hiệu Để chốt đơn Để bạn biết chuẩn bị tới đây Tới BTC sẽ đi tới cái vùng bao nhiêu Hay là sập tới cái vùng bao nhiêu kế tiếp Và thằng Sui Ok Solana Ethereum Và những cái đồng altcoin Thì đó là tín hiệu Ok Thì cái sự Cái sự rớt này Nha Sự rớt này để được cung cấp cho bạn Cái sự bay bổng lên tới cái vùng này đó Mình cho bạn những con giá nó sẽ ngừng 64.000 64.400 là một cái con giá nó sẽ ngừng Đó là cái kháng cự kháng cự và nó ngừng đúng con giá mà nó chúc đầu đi xuống và không chỉ vậy ở cái vùng này thôi thôi mình nói bạn quay lại quay lại bao nhiêu lịch sử sự. sự rớt này mình cho bạn nó ngừng ở 58.000 59.000 59 mấy mấy trăm khi nó ngừng đúng ở cái khung giá mình chia sẻ. Lên mình cho bạn cái khung giá nó sẽ ngừng ở bao cái vùng bao nhiêu và nó ngừng giống như vậy và nó sập xuống thì nó sập đúng cái con giá mình chia sẻ. Và đây bạn có thể quay lại coi. Ngày trước khi nó sập mình đã cho bạn những con giá đó rồi. Mình cho bạn những con giá này trước khi nó sập xuống tới cái vùng đó mình đã cho bạn rồi, quay lại coi, quay lại coi. Quay lại coi, quay lại coi, kéo xuống, kéo xuống, kéo xuống, kéo xuống xu xu một chút xíu, kéo xuống một chút xíu nữa. Nha, kéo xuống một chút xíu nữa. Đây. Lúc đó ở đây những con giá nó đã nằm ở đây rồi rõ ràng là cái hình này là bạn không thấy được hết bức tranh đúng không nhưng đó là cái bức tranh là cái bức tranh gì đó là cái bức tranh này đó là cái bức tranh này đó là cái bức tranh này và rõ ràng cho những người nào mà đăng ký tín hiệu thì đã có nó lúc còn giá còn 62 000 63 000 nó đã có những con là cái cái nó sẽ hồi lại tới cái vùng này hồi tới cái vùng đó là cái sóng số máy BTC đang nằm ở cái sóng số máy chuẩn bị tới đây là nó sập một cái vèo đi xuống hay là đi lên nếu bạn chơi spot, bạn chơi tương lai thì bạn cần cái tín hiệu của mình mình chấm hết. Không còn, không có một cái sự thương lượng ở đây. Bỏ thời gian ra xác thực đi. Bạn muốn rời bỏ cơm áo gạo tiền. Bạn muốn, bạn muốn có được tự do tài chính. Bạn muốn tài chính, đúng không? Bạn muốn cố cải. Bạn muốn vật chất. Thì bạn cần cái tín hiệu của mình mình. Và bao nhiêu ngang ngang nền tảng ngay bây giờ. Ở ngoài xã hội đang lấy tín hiệu của bên mình ngay bây giờ thì nó là vậy. Vậy thôi. Xin chào mọi người. Cảm ơn.